Cô Năm xin thưa, tại vì cô Năm được ân trên cho biết, mà nếu như vậy thì người ta nói mình mê tín quá đi. Kẻ thì tin, người thì không. Nhưng mà hỏi thì buộc lòng cô Năm biết phải nói, chứ nếu không nói mình cũng sai với lòng mình đó. Thì chánh sai nói từ rằm này sắp tới nè, nó nặng nữa, nặng dữ lắm, đã thiên xuống lệnh rồi. Năm nay là trực tiếp quan trọng hơn các năm hết, là những người không biết hoài đầu giác ngộ, biết tới cổ quyền ông bà tổ tiên, ngang bướng không tin trời Phật, thì những người này xài để làm gì nữa? Thì chánh trái. Vì tâm ư trinh trung sức hình tại ngoại, cái tâm nó lộ ra nhân tướng. Con người nào xả rác nhiều thì phải cầm chổi mà quét, còn người không xả rác thì tội gì phải quét. Mà nhà sạch thì khách sang sẽ đến. Còn tôi ở đây, tiếng nói của tôi nói lên không chỉ trích một ai, không phê phán một ai, không phân nhân ngã một ai, mà đây là một cái theo lời tôn chỉ Đức Quỳnh Giáo Chủ có nói, có ích nào ích kỷ tu thân. Phật tổ xưa còn ở nơi trần, ngài gắng sức ra công hoằng hóa, nền đại đạo phải lưu thông khắp cả, bậc tiên hiền đều trọng Phật giá. Thì các vị Phật thánh tiên cùng nhau xuống thế đều có xác thân hết. Thì mỗi vị mỗi việc mỗi người đều có sứ mệnh khác nhau. Nếu người không sạch rác thì không bao giờ nói được những cái lời nói chánh pháp. Mà ở đây tôi không phải tôi dạy mọi người, mà đây là tình thương tôi thương trong huynh đệ giây cuối này, không muốn mất một ai, muốn đồng về cực lạc. Vì lòng từ bi đó mà tôi phải nói lên, chứ tôi không phải vì tiền, vì danh, vì lợi hay vì cao thấp mà tranh chấp với nhau, mà nói người này xấu, nói người kia xấu, chỉ trích đủ hết. Nhân vô thập toàn, không ai toàn diện được hết. Chỉ có Phật là bậc viên giác hoàn hảo mới đắc thành Phật. Còn mình, còn phàm phu, còn tục tử, mới tu, mới sửa, mới quét, mới dọn. Mà cảm thấy mình dọn sạch rồi thì còn gì phải dọn, phải quét nữa. Thương mình mới dạy mình, mới nhắc mình. Còn ta ghét, ta đâu có nói gì chi. Thân ai nấy độ mà, ai ăn nấy no, ai có nấy ấm. Còn riêng tôi tuổi già vậy tôi nghĩ cho khỏe chứ. Chứ tôi nói gì chi nguyên thiên vậy. Mà gì, nếu thiệt người phải biết thương người, người chưa giác ngộ cho người ta nghe để người ta giác ngộ, vớt được người nào thầy mừng người đó. Chúng sanh chìm đắm, cha mẹ rất là đau khổ thương yêu. Mà mình người xuống thế gian cũng gốc người thượng đế xuống trần, xuống thế gian ăn không ngồi rồi lo tu bản thân mình, không không biết thương ai hết, không biết dìu dắt ai hết. Như vậy là con người ích kỷ, chứ chưa phải quảng đại từ bi. Mà giờ người phải thấy lỗi mình,
Bắt lỗi người phải xét lỗi mình, vậy mới là đáng bậc trung bình. Kẻ chánh trực chí người quân tử, người biết đạo phải gìn ngôn ngữ, nói với ai chứ có sai lệch. Quốc độ nào nằm theo quốc độ đó. Bây giờ người chạy xa lôi thì chạy theo xa lôi, còn người làm ngồi văn phòng, người làm công an, mỗi người một. Tại sao bây giờ người ta tự nhiên ngã gục mà chết quá nhiều? À, cô Năm nói hồi năm ngoái, cô Năm đã nói rồi, nên năm nay là bên ngũ hành ra binh, bên chánh sái ra binh, đây sắp tới là chết thê chết thảm, là ngồi tự nhiên mà ngã gục mà chết, đương đi mà cũng ngã mà chết, chết nhiều cái rất là lạ lùng lắm, khỏi đem kịp nhà thương. Thì cô Năm xin thưa, tại vì cô Năm được ơn trên cho biết, mà nếu như vậy thì người ta nói mình mê tín quá đi. Kẻ thì tin, người thì không, nhưng mà hỏi thì buộc lòng cô Năm biết phải nói, chứ nếu không nói mình cũng sai với lòng mình đó. Thì chánh sai nói từ rằm này sắp tới nè, nó nặng nữa, nặng dữ lắm, đã thiên xuống lệnh rồi, năm nay là trực tiếp quan trọng hơn các năm hết, là những người không biết hoài đầu giác ngộ, biết tới cổ quyền ông bà tổ tiên, ngang bướng không tin trời Phật, thì những người này xài để làm gì nữa? Thì chánh sái ra binh bắn một mũi tên âm là tự nhiên, mình đâu có thấy mũi tên là gì đâu, nhưng mà ngã gục, ngã gục, ngã gục, rồi bắt hồn nó đi làm binh, chứ không được gì đâu hết. Đó. Từ đây thưởng với phạt hai đường tỏ rõ, việc kẻ quấy lọc lừa dân lương thiện, mà hiền còn giữ mất chứ phiền Phật tiên, đến lúc rồi mấy con đó, thì các ngài phải ra tay. Còn bên dạng ban ngũ hành thì mấy bà nói bây giờ thiên cũng xuống lệnh cho mấy bà luôn, bà Thủy thì phải dâng nước lên, bà Quả thì phải đốt thiêu những người giàu sang bất nhân bất nghĩa, đều bị thiêu đốt hết. Bà Mộc thì cho cây ngã đá lăn, giông cho gió lớn sập nhà sập cửa. Đó là Mộc. Còn bà Kim thì bà là người chính thức lớn hơn mấy mẹ kia, chỉ điều hành kim ngân thâu lại hết. Từ đây sắp tới là mẹ thâu lại hết, khổ sở lắm. Ai biết đạo đức hiếu hạnh thì còn cho được no ấm, được cho cái lộc tài, là người biết tạo phước. Nếu không rồi giàu sang mấy tầng bạc cũng thâu lại hết. Địa thì đất sụp, thủy thì nước dâng, quả thì thiêu đốt đó, mộc thì cây ngã đá lăn, giông to gió lớn sập nhà sập cửa đó, là của quý bà làm hết. Từ đây sắp tới là ra tay hết rồi, không còn xin được
mà mấy con muốn sinh được là mấy con lo tu, lo lại, lo biết mấy bà. Tới trời giông mưa thì đốt nhang lên đi, giái sinh những thần mây, thần gió, thần mưa, sinh tha ở đây, ra chỗ khác để cho chúng con được yên ổn lo tu hành. Xin đàng hoàng, phải dâng hương lên đàng hoàng, trình rồi dạt dạt hết, điên ào 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 là lùng binh đi không, đừng nó có tiền thì dễ sống, mà có tiền mà chết thê chết thảm hơn cái người nghèo mà người ta biết đạo đức, biết ăn chay, biết làm Phật, biết làm phước, biết thương người. Thì những người đó chừa chứ đâu có việc đâu con, thấy không? Như con cái mình trong nhà đứa nào mà dạy ngỗ nghịch không nghe thì cha mẹ không giận sao được, mà dạy hoài không được thì ra lệnh đánh. Vô trường học cũng vậy, đứa nào ngỗ nghịch thì bị thầy cô phải đánh như thường, dạy nó mới nên, thương con mới dạy mới rầy, dạy cho con biết đủ đầy hạnh khôn. Không dạy không răng làm sao biết được đó. Vì chỗ đó rất thương, bây giờ quá xá là dân số đông rồi đó. Mà ngã theo vật chất, văn minh, ăn nhậu, cờ bạc hay đủ thứ, theo sở trường thích ứng của người ta đó. Rồi không có đức tin. Vì chỗ đó mà cô Năm phải thương những người đó nhiều hơn, cô Năm mới đem những lời lành, những cái ý tốt để gửi đến nhắc nhở, có dịp nào thì những người đó nghe được lời nói cô Năm, cảm thấy thích ứng, người ta sửa được mớ nào thì đỡ mớ nấy. Thầy nói khuyên người tu tỉnh ít nhiều cũng hay, tu nhiều thì đắc quả cao, tu ít thì đắc quả thấp, không tu thì tiêu diệt đó, chứ không còn mà ai xin xỏ cho ai nữa được hết đó. Mà tự mình thương mình, tự mình độ lấy mình, dầu cha mẹ anh em gì mình cũng vậy, mà không giác ngộ thì đường ai nấy đi, chứ không ai xin ai được. Những lỗi lầm đã gây thì đi theo luật nhân quả của Phật định rồi. Trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tại tâm mình làm quấy, mà về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật cũng là tại nó. Tại sao những người gặp những người ăn xin mà 5-10 ngàn người ta không dám cho? Vì người ta đâu có lòng thương người đâu mà người ta cho, phải không? Còn những người người ta có tâm từ bi, 5 ngàn, 10 ngàn, 100 ngàn hay là 10-20 ngàn, người ta vẫn dám hy sinh vì đạo đó. Vì người đã giác ngộ rồi, người ta hiểu cái phước báo như thế nào cần nên làm, để rồi khi chết mình muốn làm cũng làm đâu có được. Còn xác thân các con muốn làm phước, muốn làm những chuyện gì có nghĩa, các con đều làm được hết. Còn người chết qua rồi, còn cái phần hồn không, muốn làm không được. Rồi không ai đem vô chùa chiền để quy y tam bảo, thì cũng vất vơ vất vả đầu đường xó chợ, gặp người ta bán ra bóc hốt vô ăn, gọi là đi bụi đời đó, nó như vậy. Nhưng ngày hôm qua cháu của cô Năm, con người anh thứ tư đó, nó đau gì mà mình mẩy, nó nhức nhối, nó ê ẩm mình mẩy mà không có tiền bạc gì. Chồng chết rồi năm ngoái, rồi có thằng con mà chạy xe bữa được bữa không đó, rồi cô Năm phải cho gạo ăn hết, lên đây lấy gạo ăn. Được cô Năm cho tiền chút đỉnh, giờ phát nguyện ăn chay trường luôn đó. Rồi nó đau quá, ngày hôm qua dưới nhỏ cháu nấu cơm đó, hai phường đó, đau nó nhất,
Cô năm nay mày bị phạt. Nó nói con làm gì lỗi người bị phạt. Khẩu ngôn sức ý không cẩn thận. Coi người dưới tay mình không ra gì. Ý ngôn có lỗi với việc đó. Ở đây bà Chúa quản lý hết, không sót em nào đâu. Năm mới đứng ra, nó gần lễ tới rồi, cho con xin để xả cho nó. Nó ra làm công chuyện thì cô Năm làm xong mới kêu nhỏ cháu lại. Thì cô Năm mới nói trình với bà Chúa xong, cô Năm xin xả nó. Rồi nó khóc nức nở. Cô Năm mới nói bây giờ ai trong xác này ra nói cho cô Năm biết đi. Bây giờ phải thằng chồng của xác này hay không? Cô Năm nói phải. Con chết rồi, vợ con quá khổ rồi. Kêu bằng cô Bảy, không tiền không gạo ăn, có con đi mừng mướn mừng thuê về lo cho nó. Bây giờ con chết rồi, không ai lo, nó quá khổ rồi. Rồi nó đau bệnh không có tiền mua thuốc uống nữa. Thì cô Năm mới nói bây giờ con yên tâm đi, con quy y Tam Bảo đi, cô Năm sẽ lo cho vợ con có cơm nó ăn. Thiếu tiền cô Năm cho nó xài, nó lên đây nó công quả. Thường xuyên nó gặp con để nó làm công quả. Giờ nó giác ngộ ăn chay nó tu rồi. Con nghe lời cô đi. Nó mới chịu đó con. Quy y ngày hôm qua rồi là cái xác nó hết. Phước men biết của nhau đó. Mà con thấm chứa vậy hả? Nói con là phần âm chết rồi nó rất nặng nề. Còn cái xác này phần dương, khi âm mà vô hòa nhập với dương không được thì hành cái xác nó đau nó đớn, không thuốc men nào trị hết được. Chỉ có con quy y Tam Bảo, có chỗ con tu, vợ con cũng phát tâm tu đó, rồi gặp gỡ với nhau tới lui thăm viếng đây thì xác vợ con nó mới hết bệnh. Chứ không thôi nó bệnh hoài không có thuốc nào trị được. Nói cho nó nghe lời rồi qua đây Tam Bảo quy y xong rồi rút nhẹ. Thấy màu nhiệm thiêng liêng không? Yeah. Bởi bây giờ nhiều cái bệnh bác sĩ không biết được, thuốc trị không nổi đâu. Mắc về tâm linh thì phải người tâm linh cứu giúp. Vậy thôi. Rồi con hồi nãy muốn hỏi mấy điều gì nữa, tiếp tục nữa. Dạ, cái phần thứ hai là Phật Thánh Tiên đồng xuống thế, cha trời mẹ đất đều có cái lòng từ bi, mà sao lại trời mở cửa quỷ dương xuống thế? Con chưa có còn thắc mắc cái điều đó. Có phải là xuống để thanh trừ hay là như thế nào? Vì Đức Quỳnh giáo chủ nói á, kỳ xá tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhờ. Dù tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Đó, chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. À, thì qua rất là nhiều chu kỳ rồi. Như cô Năm thường nói, Thượng Quân Thượng, Thượng Quân Trung, Thượng Quân Hạ, Trung Quân Trung, Trung Quân Thượng, Trung Quân Hạ, rồi Hạ Quân Thượng, Hạ Quân Trung, Hạ Quân Hạ đã hết đời. Yeah. Hạ Quân này đã hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia can. Thì bây giờ Hạ Quân Hạ nó đã hết, thì trời mở cửa quỷ dương xuống thế. Đó, Phật Thánh Tiên đồng nha cũng xuống thế, dưới địa ngục cũng mở hết cho đi lên. Rồi ma quỷ nó cũng đồng được xuống luôn. Đó, nó xuống mà nó biết giác ngộ tu thì nó còn tồn tại, mà xuống nó phá đời thì kỳ này tiêu diệt luôn hồn lẫn xác. Đó,
Cho nên kỳ này xử rất là nặng đó. Phật tiên thánh gì cũng đang lăn lộn trong cõi ta bà này chung hết đó. Cho nên kỳ đại ân xá thì phải cho tất cả để xuống hết rồi lên luôn. Mà ai giác ngộ á, tu hành thì còn trở lại hội Long Hoa để định ngôi phân thứ mới gây cuộc hòa bình cho giảng quốc chư bang đó, định có phần hết. Còn người nào xuống đây không biết giác ngộ, cứ quậy, cứ phá đời, cứ hại đời thì kỳ này xử tiêu một cuộc không chừng. Long Châu ước giáp Phật trừng loài gian, mà gian tà hồn sát cũng tiêu. Cho nên khi mở Thượng Nguyên Thánh Đức Long Hoa thì phải thanh trừ dọn dẹp hết, như đường xá phải quét dọn, nước phải xúc lưu, người độc ác sẽ bị tiêu diệt đó, người hiền mới còn, người hiền đức để phò chân Chúa đó, rồi định ngôi phân thứ. Chứ tại sao Phật tiên sánh xuống mà không có ma quỷ, Phật tiên sánh thánh xuống để làm cái gì, phải không? Phải thanh trừ, rồi phải cứu khổ, cứu nạn. Các chư Bồ Tát đều là xuống thế hết để rồi cứu độ những người hiền, che chở những người hiền. Người nào có phước đức thì còn tồn tại, thiếu phước đức sắc gan cũng chảy. Cho nên kỳ này là cái kỳ rốt ráo hết. Cô Năm trả lời cho con biết thắc mắc, tại sao Phật Thánh Tiên xuống mà ma quỷ cũng xuống? Có Phật thì có ma, bây giờ nếu không có ma thì đâu biết giá trị đâu là Phật quý giá như thế nào, phải không? Đó, rồi miếng có bóng đen thì mới đốt lên ngọn đèn. Bây giờ miếng vải trắng với miếng vải đen, thì miếng vải trắng mà để lem mực vô, than dính vô tùm lum thì miếng vải trắng đâu còn giá trị, phải không? Đó, thành ra Phật ma, ma Phật mới ra dở tuồng, mới lập đời mới lợi, toàn là lửa dân ngục bích. Người hiền đức mới còn tồn tại. Bởi con hỏi bữa hổm nói, cái thiền mà bê lớn mà rước được 300-800 họ, tại vì Phật Thánh Tiên đầy đủ phép tắc mà, phải không? Muốn quyền quá sao không được, mà tới lúc đó còn được mấy người đâu mà vớt đó. Rồi nhiều người nói cô Năm tại sao mà còn chấp chay chấp mặn, tại vì luật giới của nhà Phật thì khác, ăn chay phải ra ăn chay còn bên đạo Tứ Ân, đạo Câu Đài, đạo Thiên Chúa, từng cấp bậc khác nhau, Phật Thánh Tiên đều mở ra các mối đạo, quốc độ nào sẽ trở về quốc độ đó. Mình không phải ăn chay, mình chê người ăn mặn nó không đúng. Vì những vị nè lãnh đạo một cả đất nước Việt Nam, thủ tướng, chính phủ rồi nè, có ăn chay không? Cũng đều ăn mặn. Các vị tướng có ăn chay không? Mà người ta ráng dán song pha ra chiến trường, lằn tên mũi đạn không sợ, để bảo vệ quê hương đất nước, con rồng cháu tiên, thì người ta cũng đắc thánh vậy. Vào bỏ xác đi hồn vẫn còn. Cho nên ấy, trên đài cao gọi các linh hồn, tới nữa rồi cũng hồn thiên sông núi cũng trở lại hết, chứ không có mất đâu. Tuy xác mất chứ hồn thiên chẳng mất. Cho nên người ăn mặn người ta cũng đắc nữa, nhưng mà đắc quả thánh, quả thần đó. Còn ăn chay trường đắc quả tiên, quả Phật. Nó có khác nhau là như vậy. Chứ không phải mình chê cái người ăn mặn. Người ăn mặn mà lòng ngay dạ thẳng, hiếu đạo với cha mẹ tổ tiên, với tình người người ta thương xót giúp đỡ,
người ta cũng đắc vậy. Còn người ăn chay mà bỏng sẻn ích kỷ, chưa dẹp được cái lòng sân si ấy ố, thì cũng như trâu ăn cỏ, khỉ ăn trái cây. Cô Năm nói câu nói rất là nặng, nhưng mà thật tình là như vậy. Con trâu nó ăn cỏ suốt đời, nó kéo cài rất là nặng nhọc chở đồ, mà vẫn là trâu thôi. Nó cũng ăn chay vậy. Con khỉ nó ăn trái cây không à, nhưng nó vẫn là cốt khỉ thôi, vì nó đâu có cái trí giác như cái người, cái con người của mình sống hiện tại đây. Đó. Thì cô Năm có mấy lời để tỏ phân cho Dương Cầm rõ được những cái ý nghĩa này, và gửi đến cộng đồng mạng có những gì không đúng, thiếu sót thì cứ nhắn tin nhắc nhở cô Năm. Cô Năm rất đa tạ công đức, vì cô Năm cũng chưa hoàn hảo, vừa đang tu vừa đang tập, mà cũng vừa ý thức của Phật mình. Mà người ta có tiền ta bố thí, cô Năm làm gì có tiền thì đem cái lời nói lành, những cái ý tốt mà nói ra để nhắc nhở những người chưa giác ngộ. Còn những người giác ngộ rồi mình cần phải nói để làm gì, phải không? Người ta biết lối đi rồi, ta thực thi được rồi đó. Thì cũng như cô Năm là dạy những lớp mẫu giáo thôi. Còn những người đại học và trung cấp đồ này kia nọ, người ta đã có làm bài hết rồi thì đâu cần thiết gì phải nói nữa. Đáng lẽ tuổi này cô Năm an dưỡng để lo niệm Phật, để ngày nào cô Năm ra đi thì để trở về với cảnh giới an lành. Mà tại sao cô Năm không làm vậy? Cô Năm dầu hơi tàn sức mỏng, cô Năm cũng hết ý. Cô Năm nguyện với thầy, với cha, với mẹ rồi, vì trách nhiệm của cô Năm. Hồi trước cô Năm tu đó, thì trong giấc ngủ dẫn cô Năm đến trường thi, mà rất là đông người, mà sao đưa ra cô Năm một cái bánh xe một à? Đó, cái cô Năm mới nói thi chạy xe thì hai bánh, chứ sao mà đưa con cái bánh xe vậy mà chạy cái gì. Cái này đây là thi mà, cuộc thi phải là vậy. Thì cô Năm rất là gan dạ, leo có một bánh xe mà cô Năm chạy vòng tròn vòng tròn vòng quanh hết nó, chấm cô Năm đắc thành. Thì cô Năm lúc đó chưa biết, nhưng sau khi là cho cô Năm biết là bánh xe pháp là trách nhiệm của cô Năm phải nói pháp, cứ lưng lu như là suối nguồn hương đạo, lúc nào nước cũng phải chảy, phải lưng lu từ chỗ hẹp chỗ rộng, nó đều có nước chảy hết. Mà con người sống trên đời này không có nước làm sao sống, phải không? Đó. Thành ra cũng như mưa trên trời, mưa xuống thì những người người ta khao khát, người ta lấy thao, người ta hứng, nước nhiều đã dành uống cho lâu. Người không có thao thì lấy cái thao nhỏ một chút, người không có nữa lấy cái tô, người không có nữa lấy cái chén. Yêu cầu có hứng là có nước để uống. Còn người nói pháp ở đây thì lúc nào cũng như suối đổ, người nào thích ứng thì đem vào lòng để mà tu sửa, người nào không thích ứng thì thôi, có gì đâu phải bận, phải không? Còn tu trong cái sự khen chê này thì không ai tránh khỏi hết. Cô Năm không có lấy lòng phiền, mà cô Năm nói lên để mang ơn người ta, những người chỉ đổi mình là thầy của mình. Mình cảm thấy trong lòng mình không có chút gì vướng bận hay buồn phiền, là mình cứ tự tại thôi. Nhưng đây cũng là bài kinh nghiệm trên bước đường của mình hành sự đó. Thôi cô Năm đến đây cũng vì sức khỏe, tôi cũng chưa được khỏe, nhưng mà
trong cái tình người đối với con người tôi rất quan trọng. Chứ thật ra tôi chỉ học Phật rồi tu với mọi người thôi. Những lời nặng nhẹ, những người chê bai đều là người ơn của tôi cả. Để tôi cố tu chỉnh lại bản thân và cái tâm của mình. Và cũng mong cộng đồng, kẻ xa người gần, kiểm lại coi những lời nói của tôi có những gì sơ sót, cũng mong quan hỷ và nhắc nhở. Tôi rất thành thật biết ơn. Nam mô A Di Đà Phật.